7 lý do bạn nên lựa chọn nhà lắp ghép. Một, thiết kế tinh tế, hiện đại, đầy đủ công năng. 2, thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa 2 đến 3 tuần là có nhà. 3, tiết kiệm chi phí đáng kể. 4, vật liệu cao cấp thân thiện với môi trường, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình xây dựng nhà. 5, linh động có thể tháo lắp, di rời đến bất kỳ nơi nào bạn muốn, có thể tận dụng 100% vật liệu có sẵn. 6, thi công được ở cả các địa hình khó như đồi núi, ao hồ hoặc nơi có nền địa chất yếu. 7, khả năng chống nóng, chống ẩm tốt, chống cháy lan hiệu quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.